Rồi, hello, Trung xin chào các bạn đến với kênh WTCO của Trung ha. Trung chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì bữa nay cũng đã hết tháng 7 rồi. Thì bước qua tháng 8 thì có nhiều anh em cũng đã bón phân lăng để kích nụ. Và nhiều anh em thì cũng vẫn còn cho ra cái đợt cuối cùng. Thì như Trung đây thì Trung cho ra cái đợt cuối cùng ở đây. Đó, anh em theo. Thì nếu mà anh em nào cho ra cái đợt cuối cùng thì vào tháng 8, 15 tháng 8 thì anh em mình sẽ bấm ngọn nó và bón phân bón có hàm lượng lăng cao, chẳng hạn như là DAP. Thì nói chung là các bạn bu ở địa phương, các bạn cái loại phân nào có cái số giữa cao là mình bón vô thôi, lại để mình tạo cho bầu lá già. Mà các bạn biết rồi, mai lá già thì nó sẽ tạo nụ. Thì bữa nay Trung giao lưu chỉ còn có 8 cây thôi, thì chủ yếu lên đây để nói chuyện vui cho các bạn, để anh em mình tâm sự nhau thôi. Trung cũng có thể chia sẻ cho các bạn chút xíu gì đó kinh nghiệm cho anh em mình chăm sóc mai tháng 8. Chứ bữa nay thì cũng hết cây rồi, còn 8 cây, để đợt sau mai về nữa Trung sẽ tính tiếp. Bây giờ còn bao nhiêu thì mình sẽ chơi bao nhiêu, coi như mình mở hàng đầu tháng, mình bán cho nó ngon lành và giá thật cho hợp lý luôn. Thì cái cây này thì những cây này có nhiều cây đã cây ghép trên 10 năm rồi, nhưng có nhiều cây liền cốt, nhiều cây chưa liền cốt. Thì cây trước mặt của bạn, bạn thấy cái gốc không? Cái bằng 2-3 ngón tay cái chung là cái bo ghép á, cái bo ghép bằng 2-3 cái chung. Và cái đây thì nó gần liền các bạn, gần liền và hoàn toàn không có lỗi. Gốc ở đây thì nó hơi xù, hơi xù. Và một cái con thú đang nằm thì Trung sẽ giao lưu hôm nay với cái giá là 1 triệu một cây, Trung bao ship toàn quốc luôn. Và trong 8 cây này cây nào cũng 1 triệu. Những cái mai của Trung thì thôi mà hồi giỏi gì? Giỏi lên không? Nó đang rảnh không? Những cái mai của Trung thì các bạn cứ yên tâm nha, Trung gửi đi thì Trung sẽ gửi cái bầu không. Trung kèm theo một mớ giá thể cho gì anh em mình bỏ vô trong chậu. Mua cái chậu 4 anh em mình bỏ vô. Thì những cái bộ đế thì Trung cũng dở nhiều anh em biết rồi. Thì đây cho bà xem. Thì mình nói mình không dở mà cũng kỳ. Trồng mai thì anh em hỏi Trung sao quay cái clip nào cũng phải dở cái đế đều lên này, tại các bạn biết rồi. Thì có nhiều anh em cũng sợ nè, bạn thấy nha, nó bộ rễ nè mình nó bám nè, bộ rễ cái gây hồn chưa, nó bộ rễ nó lên thì cái bầu đất nó đã kín bít cho này nè, bạn thấy nè, rễ nè rất là nhiều rễ. Thì Trung sẽ gửi theo cái bầu đất này, bó vô chơi thật chặt và gửi theo cho các bạn một mớ giá thể luôn. Vì anh em mình mua cái chậu 4 anh em mình bỏ vô, nói chung là các bạn lót một mớ giá thể ở dưới và các bạn bỏ vô trong chậu. Các bạn bỏ vô chậu và còn một mớ các bạn sẽ tắn vòng là bỏ vô tưới nước thôi. Nếu anh em nào mà ở xa thì anh em mình sẽ bón cho nó chút xíu, bỏ nó trong mát một vài bữa thì để anh em đem ra nắng. Bỏ trong mát thì trong mát các bạn bỏ trong bóng cây nha, chứ không phải là mát mà bạn đem vô buồng giấu là không được. Nhiều anh em hộ trong mát cái đem luôn vô nhà, cho nó qua quen cái khí hậu của địa phương mình bạn, và nó quen cái nguồn nước của mình tưới đó. Thì rồi sau anh em mình sẽ lấy ra nắng, nếu anh em nào kỹ thì sẽ lấy ra nắng dần, lấy ra nắng dần có nghĩa là cho nó ăn mới ban đầu cho nó ăn chừng 2-3 tiếng nắng sáng thôi, cái lần lần mình cho nó ăn 4-5 tiếng, cái lần lần mình cho nó ăn 6-7 tiếng, rồi cuối cùng mình cho nó ăn nguyên cả ngày đó. Thì cả ngày thì nguyên cả ngày từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều luôn đó. Thì vì vậy người ta gọi là đem ra nắng dần dần thì nó sẽ ổn định hơn. Cây này các bạn thấy thế nó nằm chưa, thế nó nằm thì mà nhiều điều cái bo nó sẽ đứng lên đó, đứng lên và cành tàn thì rất là tròn và đang ra cái đọt thứ cuối cùng rất là mướt đó. Anh em mình sẽ ra cho ra một ra 15 ngày thôi, bấm đọt nó kia cho chú, nó còn ra nữa cái tiếng đó, cứ bấm cái ngọn nó đi cho nó bón lăng đó. Như vậy nó sẽ bông, nó sẽ đều từ ngoài đọt non vô tới đọt già, nó sẽ đều hết, là nó nở sẽ đều, tết nó nở sẽ đều bông đó. Thì đó là kỹ thuật, nó là cơ bản và đơn giản, nhà điều không biết thì sẽ không là không làm được đó. Đó là cái kỹ thuật sơ. Thì thôi thì giờ chúng sẽ đo thông số đi, để nói nhiều quá anh em cũng chữ để chúng lấy thứ. Trung lên đây thì Trung cũng muốn bán mai, thì mình bán mai không phải là mình bán cái mai đi là không là xong bạn. Mình bán đi mình phải có cái nhiệm vụ, mình phải làm sao cho anh em mình chăm sóc được cây mai có bông chơi tết. Ví dụ phải được dài ba bông, dài ba năm thì anh em đã nắm vững được cơ bản rồi thì anh em có thể chăm được và anh em có thể mua cây có giá trị tiền cao hơn được. Thì cây này thì hoành được 13 thôi, hoành 13 nhưng mà gốc rất là săn sùi sùi, nhìn bạn thấy gốc u nặng y như là con cóc, mà dạo này thì nó hơi sù chỗ này. Nói chung nhìn gốc rất là ăn thường. Và anh em mình chơi tết xong đi qua tết anh em mình sẽ nâng cao nó lên, nâng cái bầu đất này mình cho nó hơi cao bằng chậu. Lấy cái đầu tăng xong anh em mình tưới nước như xả xuống. Rồi coi kỹ thuật mà chăm sóc mai qua tết hay này kia đồ đó thì anh em mình cứ điện thoại trực tiếp chung. Và cái cây này thì có cái chiều cao khoảng 77 và thân cành tàn là rất là tròn và thân thì nó sẽ lượng luôn. Đó là một cốt một thân.
Mai của Trung thì các bạn mua nhiều các bạn cũng biết rồi, là Trung chăm sóc mai là Trung nhập những cái chỗ mai hay hoặc thì những mai cũng làm là chỉ lên ghép một bo một cây đứng lên mà ghép nhiều bo thì nó sẽ rất là mau, quan trọng vòng 2-3 năm thôi thì các bạn sẽ thành một tác phẩm bán được. Còn như các bạn ghép một bo các bạn nuôi từ cây bằng chiếc nha, cây nha bạn nuôi riết nhanh lên bự cỡ này, cái bo ghép nó bự chập bá như vậy, bự cỡ này đây, cái bo ghép nó phải cỡ 8,5 phân đó thì các bạn tính là bao nhiêu năm rồi đó, thì mình với cái giá là 1 triệu một cây, bao ship toàn quốc cho anh em luôn, anh em mình chỉ về tốn thêm tiền mua cái chậu thôi, không cần trả bất cứ chi phí nào hết, giá thể Trung cũng cho theo luôn đó, anh em mình chỉ về bỏ vô, ví dụ anh em mình lỡ mua chậu bự quá thì giá thể Trung cho theo không đủ á thì anh em mình sẽ bỏ cho nó lưng chậu khoảng nhiêu đây, nó bỏ dưới lớp yêu cầu anh em mình lót một lớp dưới phân dưới thôi vậy thôi, rồi bỏ cái đập bầu này vô giữa tắn vòng vòng vậy là xong đó, thì mình chơi và cho nó ra hết cả đọt nữa, anh em mình sẽ bấm chặn đọt, nhưng khi mà nó ra đọt non anh em mình thấy nó bấm đọt rồi anh em mình thấy không còn đọt non nữa, nhưng anh em mình vẫn phải xịt thuốc trừ sâu định kỳ nha, tại trừ sâu nó không có đọt nó sẽ ăn búp nụ đó. Rồi cây này là cây E16 E16 với cái vàng tàn cành rất là đẹp, nói chung là rất là tròn. Ok, quan trọng là chi bạn, chi nhất chi tàn như này. Cây này nếu mà năm sau các bạn sẽ bấm sơ lên cây này cực kỳ đỉnh luôn. Nhìn thấy vàng gốc thôi, gốc rất là ok, vàng tàn cũng chi cũng rất là đều. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung thì nó có cái vàng thì tàn ngang của nó thì được 55 thôi, 55 là đo từ cái ngọn nha, từ ngọn vô. Các bạn lại thấy vào đầu bộ chỉ nó quốc nè, và chúng đã xịt rồi nha, xịt đồ bộ chỉ rồi thì nó sẽ ra đọt non, nó mới không có bị gì nữa đó, anh em cứ yên tâm. Còn thuốc bệnh thì anh em mình trên lúc nào trên cái bao bì bệnh đó, nó cũng có để là số, ví dụ là 10g 20g, 10g là ngừa, 20g là trị, mà trị thì mình ví dụ bộ chỉ trị thì các bạn cứ quốc cho xin lỗi chứ cái số 10 ha. Nói chung là chung không có nhớ nữa, chỉ là hai số trên đó, lúc nào phân các loại thuốc các trừ sâu nào hết cũng đều có ghi hai số đó, là cái số đầu là số ngừa, số sau là số trị. Nếu thằng trị thì bạn có thể dùng 15 ngày bạn ngừa một lần, còn trị thì mình chưa 5 ngày cho nó thằng lần cho chung cho gần 2-3 lần là nó đai nó luôn đó, cho nên mày mắc đường chim bay luôn đó. Các bạn chăm sóc mai thì nói chung là rất đơn giản mà, không có gì khó đó. Mình phải am hiểu thì chỉ sơ là mình chơi được thôi. Ở cây này mà thấy ra đọt không, rất là bự và cái tàn rất là mạnh. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung là E16 ha, để Trung coi là cái camera có thấy hết dòng tàn không, để coi quay cho đã cho anh em coi, hồi anh em hỏi dàn tàn nó sao, ông nội tôi không biết dàn tàn sao luôn đó, nó hết rồi. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung là cái mã số E16 với cái giá là 1 triệu một cây, Trung bao ship toàn quốc luôn, anh em mình chỉ có bỏ 1 triệu ra rồi thôi, không cần bỏ chi phí gì hết. Dài còn quên phải mua thêm cái chậu nó mới được. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung ha, để bạn thấy dàn tàn chưa, để mình quay vô sợ xem cho nãy nó không thấy rõ rồi, thấy không? Rất là tròn, rất là đẹp luôn. Và những cây này thì Trung đã bán Tết ngoài chợ, nó đã cho boa cho Tết khoảng 10 năm rồi, thì bây giờ các bạn về sẽ chơi bông cực kỳ đỉnh và chơi càng chơi nó sẽ càng có giá trị. Cây này thì chưa liền cốt nha. Rồi cây này cái thứ nhất bỏ ra nó nhiều quá, hồi bị chửi thôi. Rồi tới cây 17, cây 17 là một cái cây dưỡng như kiền ba chân, gốc thì xù từ trên tới dưới, từ dưới xù lên tới trên luôn, xù luôn ở giữa luôn. Mà thấy gốc nè, cực kỳ xù ha, thì cho các bạn xem xù. Đây, thấy chưa? Đó, gốc thì cực kỳ đỉnh chưa? Xù từ trên tới dưới, xù từ dưới tới trên, hoàn toàn không có lỗi. Cây nào có lỗi Trung sẽ nói có lỗi, cây nào không lỗi sẽ nói không lỗi ha. Rồi cây này là cây E17, dàn tàn thì cũng ok bạn, chi rất là đều. Mà nó hơi chút Trung sẽ bỏ cho các bạn thấy tàn. Xù nha, đây gốc này bạn thấy gốc bờ ok. Và Trung đo hoành thì lúc nào Trung cũng đo chỗ nhỏ nhất hết cho anh em mình phân biệt. Mình ví dụ chỗ nhỏ này 14 thì các bạn biết ở dưới bao nhiêu rồi, từ các bạn suy nghĩ thì Trung sẽ đo như vậy ha. Đây hoành là 14 đây. Một em nói chung là rất là lạ, nhìn nó có cái vẻ duyên dáng hay như gạn gái nhà quê, nó giống ha. Nhìn thấy xấu mà cứ bến mến bỏ đi không được, không đành. Cây này là có cái chiều cao là 85, dàn tàn thì các bạn thấy đây, cho bạn xem dàn tàn. Cây này cao quá. Đó, dàn tàn bạn thấy không? Cái dàn tàn chúng nói tàn đều là các bạn phải nhìn chi nha. Ví dụ cái này là chi 1 nè, chi 2 nè, chi 3 nè, chi 4 nè, chi 5 nè, chi 6 nè, chi 7 nè. Đó, các bạn phải nhìn cái chi trong đó. Mình chơm sóc mai, ví dụ cái tàn ở đây họ cuốn éo qua đây, éo kia éo qua thì nói chung nó đơn giản mà, nhưng quan trọng là cái chi trong mình nuôi. Sang năm mình sẽ bấm lại cái những cái đọt này mình trả lại dáng trạng thái ban đầu cho cụ chủ nó bự hơn một tấc. Nói như cái này cũng hồi đó chúng bấm như đây đúng không? Bây giờ bạn bao sống như này
đó, mình bấm cho nó thành cái hình thông thì mình chơi thôi, nó rất là đơn giản. Rồi cây này là cây E17, cái tặc trung nó nhiều, anh em nào thông cảm giùm, mình mua buôn bán mà không nói thì không được. Dàn chiều ngang nó được 55 mặt, 55 và cũng đều đang kích đầu non nha. Tại trung chăm sóc mai cùng một chế độ thì các bạn biết rồi, cùng một chế độ thì nó sẽ cùng một cái. Và cái dàn lá thì các bạn thấy dàn lá này nó tùm trời đất xanh mướt mượt kiểu này, mà khi mà các bạn lặt lá thì thôi, bông nó ra thì thôi, nhìn có nó là chỉ còn tiếng mà chắc lử thôi chứ không nói lên tiếng nào thôi hết. Đây bạn thấy nha, rất là nhiều bốp như vậy đâu. Đó, thì mình về mình chỉ ăn. Còn những cái có nhiều cái như nó lá chưa có bóp nụ, các bạn đừng sợ, các bạn cứ bón lăn vô đi, bón lăn vô là trung giá mua đảm bằng bóp nụ, từ mỗi lá là phải có mỗi một bóp nụ. Nếu là mà cái gốc mai khỏe mạnh ngon lành lại ok như cái cây mai của trung, là các bạn cứ lặt lá là chỗ lá nào nó sẽ có một bàn có một cái bóp nụ. Mà anh em chăm sóc mai nếu đúng kỹ thuật là một bóp nụ nó sẽ cho anh em được 7 cái bông hoặc là 6 cái bông, rồi còn chăm sóc mà bình thường thì sẽ được 4-5 cái đó. Nó rất là đơn giản, là khi nó nở bông thì nó sẽ rất là nhiều, nó nở nhổ chân lên. Và cái mai trung thì mai dạo Thủ Đức 9-12 cánh chuẩn F1, lá cà bá các bạn biết rồi. Anh em nào cũng có đã mua mai trung về cũng đã nói chung là cũng có nở dài bông bối thì anh em cũng biết rồi, cũng biết mặt bông rồi. Để nói chung chung không còn nói nhiều mặt bông mình nữa, nói nhiều quá người ta hô cho mình nó xạo. Thì anh em cứ bằng chứng anh em về cứ để nó chỗ. Nói chung là từ ngày thông báo tới giờ thì bước vào từ tháng 6 cho tới tháng 8 này, tất nhiên là phải có nhiều cây chỗ lác đác dài bông rồi, thì anh em đã biết rồi, nói chung không cần nói nhiều. Thì cây này là cây F17, giá cũng là 1 triệu bao ship luôn. Đó, rồi chúng đây làm tiếp ha, để làm nó rồi bị chấn nữa. Cái tặc cứ nói nhiều còn chửi, mà cứ hai nói. Cứ nói nhiều lần nào cũng bị chửi hết mà hai nói. Rồi, tới hai cây này là một cặp song sinh. Gốc mini thôi mà điều cái gốc rất là quái, và liền cốt 100% bo ghép thì bị chà bá chà lửa luôn. Dàn tàn thì ok. Đây các bạn thấy nè. Bo ghép liền một chà bá luôn. Rồi mà thấy gốc chưa? Nhỏ xinh thôi, nhưng điều gốc rất là đẹp. Gốc nhìn y thú. Giờ cây này là một cặp luôn nha, một cặp cây này, cây tiếp theo luôn. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Gốc thì hơi sù sù các bạn, cây này hơi sù sù thôi, còn cây sau nó sù nhiều. Cây này hơi sù sù đây này, nói chung là cũng hơi sù. Rồi cho gọi là sù đi, sù 50%. Và cây này thì hoành chỉ có được 11 năm thôi nha, 11 năm. Đó, cũng như rất là bự. Nhưng mà đều cái bo ghép bù là cái bo ghép nó là bằng bo ghép nó tới 8,5 phân là này. Đó, bộ ghép rất là bự bằng 3-4 tay cái chung. Và dàn chi tàn cũng ok, đều rất kỳ cực kỳ đều. Cây này thì nhỏ thôi, mini từ tàn nhỏ thôi, nhưng mà điều sang năm cây này là sẽ là rất là đỉnh đây. Chiều cao được 71. Dàn tàn ngang này không biết sao đo hết, nó nhỏ quá đo uổng. Đo mất các bạn cười chết. Dàn tàn ngang nó chỉ có 43 thôi. Đó tàn ngang. Và đây là cây E18 ha. Đây. Đó, bạn thấy không? Nó nhỏ thôi, mini thôi, nhưng dàn tàn tròn chất là rất là đẹp, rất là ok. Đó, anh em thấy chưa? Rất là đều chi, nó bên đây hơi lép thôi, nhưng mà thực tế là những cái nhánh này rất là bự lắm. Đó thì năm sau nó sẽ phát triển như này, tại do cái đọt bên kia nó mạnh quá, do mình để nó trong hốc đó, nó không có cái ánh nắng đó. Mình không quay nó, bên nào hàng nào ánh nắng nhiều nó sẽ phát. Đó, bên đó mình phát như bên mạnh như bên đây nữa thì cây được hết thuốc chơi. Mà điều đó không có phát, bị lép vô cái bức tường, mình bên phía bên này nó không phát. Chứ khi mà qua Tết người ta sẽ cắt bằng hết. Cây này là cây E18 ha, một cái gốc bằng nhìn gốc nè, rất là đẹp. Chung thấy gốc nhỏ thôi, mini thôi, này gốc nè, thấy gốc à, thấy chưa, gốc cực kỳ đỉnh chưa, thấy chưa. Rồi cây này là cây E18 ha, bộ ghép thì cực kỳ bự luôn. Rồi tới cái E19 là cũng là ơi một dòng giống của nó đây, là bởi vậy chung mới nói là cặp, mà điều cây này thì tàn tròn hơn. Đây cây này thì xù luôn, đó mà thấy gốc chưa, nè thấy không, gốc mini nhỏ thôi mà nhiều gốc nè, rất là đẹp chưa, thấy chưa. Cũng đã liền cốt 100% bo ghép cũng chà bá luôn, chằng dằn luôn. Cây này thì xù nha, cây này xù toàn bộ rồi. Và cái hoành cây này thì lớn hơn cây kia xíu, cây này được 12. Và cái bo ghép cây này thì chắc nhỏ cây kia, bo ghép cây này thì được có 7 phân. Đó thì ăn này bù kia bù nọ, nhưng dàn tàn cây này cũng rất là ok rồi, tàn cũng rất là tròn đều ha, thì cũng nhìn cũng tương đối thôi, tương đối chơi tết được. Và nó đang ra cao đọt tiếp tục, những cái mai này thì đang đọt hết nha, nên mình cứ yên tâm, phải là bảo đảm giờ phải còn một cái đọt bự nữa. Và chiều cao của nó được 76 bạn. Đây là cây E19 ha. E19. Dàn tàn ngang nó thì nó như bạn thấy nhỏ thôi, chứ thực tế nó cũng được 45 như vậy đó. Và đọt non đang ra đây. Anh em thấy chúng đang kích một cây đọt non ra. Đây, chơi cao một cây đọt non nữa cho nó bự bự chút xíu. Nhưng như nhìn vậy thì mình chưng cũng được rồi. Vậy chỉ tới cũng ok rồi. Bạn tính một khúc vậy đang cho 10 cái lá thì nó cũng được 10 cái búp. Mà 10 cái búp này nó cũng được 50 bèo lắm, phải được 50 cái bông. Thì mình chơi tết vô tư rồi.
đây mới bắt đầu ra nè, đầu non ra hết rồi nha. À, khoảng 15 ngày, đúng ngày ngày 15 bằng cắt nụ chung và bón lăng luôn. Lăng là bón DB hoặc bón nào có hàm lượng mà số giữa cao là được thôi. Cứ ra ngoài chỗ bán vật tư nông nghiệp đó. Ông chủ ông lấy cho tôi cái phân bón có hàm lượng số giữa hơi cao thôi. Chẳng hạn như là 10, 30, 10 thôi chứ các bạn đừng có mua 10, 50, 10. 50 thì nó nhiều lăng quá, nó sẽ kích nụ lẹ quá nên là nó sẽ mau, nó nụ nó sẽ lớn lẹ lắm, có khi nó nở trước Tết. Tại năm nay là 13 tháng. Đó, bút nụ còn vẫn nhọn nha. Chung vẫn để cho anh em mình về để chăm sóc cho nó thoải mái tự nhiên, để khi mà giờ mình tạo nụ lên sớm bơ lớn quá khi về tới anh em nó sẽ nở liền. Rồi cây này là cây E19 ha, nhà tàng chi chống ok ha. Rồi tới cái E20 thì cái gốc cũng rất là đẹp, tàn rất là cực kỳ luôn. Cũng xù luôn, nhưng mà điều nó cái nó có cái lỗi, có lỗi. Nó có cái lỗi bạn. Có lỗi thì đây, cái lỗi thì trên lỗi đây. Bạn thấy cái lỗi nè, cái lỗi nè. À, mọi thấy gốc nè. Này giờ ở đây nó có cái rãnh nữa nha. Đó, hai lỗi cái bá luôn. Đây, cho xem lỗi nè. Không thấy đó, cái này là cái rãnh đây bạn. Thấy rãnh chưa? Giờ cái lỗi cái đầu nè ha. Đây thấy chưa? Đó, như cái này nó sẽ liền. Nói chung là nhiều anh em nào chơi lâu năm thì người ta cũng không sợ, không sợ cái vụ lỗi bạn. Tại lỗi thì nó sẽ liền mà, nó sẽ từ từ nó sẽ liền lại. Và cái gốc này thì cũng rất là đẹp. Nó y như cái em đang đứng chiêu dò chu đích rồi, có rọi đuôi rồi đây đầy đủ, anh em nhìn không? Nhìn rất là lạ ha. Rất là ok. Tàn thì rất là tròn, thân thì giáng long luôn. Thân giáng long là thân lượng bạn. Rồi cái này cái chúng sẽ tạm thời đo chỗ này đi ha. Đo chỗ hoành này là được 15 năm rồi bạn. Chỗ hoành này 15 năm. Còn đo trên nhỏ này, như này nó bị cái hốp này không biết sao đo. Những cái lỗi này là lâu, rất lâu rồi. Cái này được 12 nè bạn. Trên này được đi đo nhỏ được 12. Những cái này nó rất là lâu rồi các bạn, vì chăm sóc thời gian nó sẽ liền lại cực kỳ. Và cây này tàn thì rất là tròn. Chi thì rất là ok. Và hoành bo cái bo ghép nó được 7 phân. Rồi cái chiều cao cây này thì nó cũng được 6-18 bằng. Và dàn chiều tàn ngang của em nó thì cũng được 50 thôi. Đó, nói chung một cây nhìn cũng rất là chất lượng và chỉ có 1 triệu một cây. Chung bao ship toàn quốc và thân nó lượng luôn. Các bạn nhìn là phải nhìn những cái nếu nhà nhìn chi bự mình cũng nhìn những chi nè. Đó, cây mai có giá trị là những cái chi này phải bự nữa bạn. Chứ còn những cây mai mà lên cái đọt những cái chi này ra các bạn đổ thì cái đó là đồ hút đi. Nói chung là đó là nó không có giá trị. Trong khi nó phước đi thì bậy, nó bán rẻ. Là những cái đó nó không có giá trị thì bán rẻ chứ không phải là phước đi. Phước đi là mình bậy tội lỗi chết, trong 10 năm mình phước đi là tội lỗi chết. Đó mà thấy dàn tàn chưa? Rất là đẹp ha. Mà thấy dàn lá như vậy, nó lá mà chùm như vậy mình lật ra thì nó bạn biết bông nó cỡ nào rồi. Đây. Rất là ok. Còn hết tháng này bước qua tháng 8 nếu mà các bạn bón lăng vô là dàn lá nó rất là xấu. Cái màu nó không được xanh. Nói chung nó hơi cháy cháy như vậy này bạn. Hơi cháy cháy xấu xấu thì cái đó là chuyện bình thường của đời sống thôi, của cách chăm sóc mai thôi. Lá càng xấu, lá nó xấu như vậy, chẳng hạn như lá này vậy, nó càng xấu thì bông nó sẽ càng đẹp đó, tại nó sẽ trả hết chất gì cho cành, cành nó sẽ dồn cái sức lên nuôi cái thằng bông, thì tất nhiên bông nó phải đẹp rồi. Còn tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 mà cái lá bạn còn mương mướt, còn xanh mỡ, còn bóng ngáo là cái đa mai đó là bông nó không được đẹp đó, thì nó tại nó vì cái chất nó còn nằm trên lá nên nó không có trả được gì cho cái thân. Thân nó không có đủ chất nuôi ra cái bông thì nó sẽ không có đẹp được bông. Nên các bạn vào hết tháng này, cây này qua bước tháng sau chung bón lăng vô các bạn thấy lèn lá nó còn xấu nữa. Nhưng điều như bông nó đạt, quan trọng là cái nụ nó sáng. Đó, mình nhìn cái nụ nó sáng là ok. Rồi cây này là cây E20 ha. Cái nụ mà nó sáng nó xanh là các bạn thấy đạt tiêu chuẩn rồi. Không cần phải lá đẹp. Đó. Rồi tới cây U21. Tàn rất là tròn. Đây. Đó, cây này thì vẫn bay, cây này thì mình chơi gốc cô hàng xóm chơi bông. Đó, cây này thì cũng hoàn toàn không có lỗi gì hết mà, không có lỗi hết nha. Đó, mà thấy gốc nè, dán khi gốc xù luôn, hơi xù luôn nha. Đây, giờ gốc xù luôn ha, một cái cây dán hình nằm, gốc hơi xù mà. Rồi cây này là cây E21 ha, thì cây này nó có cái hoành nó là 14, hoành 14. Và cái chiều cao của em nó thì được 63, còn dàn tàn ngang của em nó thì được 56. Đó, và một cái cây dáng bay, dàn chi tàn thì rất là đều. Đây hai chi dưới đây, chi trên rất là bự luôn và rất là đều chi. Đó, nó tròn mà tròn chi. Rồi cây này là cây dáng bay thì mình chơi bông, mình chơi gốc cô sớm chơi bông. Các bạn để lên thử lên bậc cái bậc trào nhà các bạn để lên xiềng nhánh là bên bệnh rớt bông bệnh hết luôn. Một buồn thì sáng mình qua mình quét bông phụ. Cây này là cây E21 ha, bạn thấy dàn tàn chưa? Rất là đẹp không? Rất là tròn tàn. Rồi cây này là cây E21. Cây này thì nó có một vài bút nụ bự đây, chắc nó sẽ nở trước. Còn như đây thì nó chơi bút nụ còn nhỏ xíu thôi. Nói chung là cây này nó sẽ các bạn sẽ ăn Tết
trước người ta khoảng 10% vàng bóp nụ, còn 90% để dành tết ăn. À, trước 10% có dài dài bao nước bự ra không sao. À, chúng đang cho đọt ra thêm này, thêm ra là nó sẽ không sao hết, là mình vẫn cần chơi kết và ok hết. À, cây này là cây U21 nha. Khi cây mai mà nó ra nụ á, các bạn muốn cho nó những cái nụ kế bên nó đừng có bự á, thì các bạn cứ để cái nụ cái bông nó đi. À, đừng có dội lặt nó nhiều cái nhà vườn. Chúng thấy cũng hơi mắc cười. À, chưa tới tết bông mình nó vàng hết thì thấy sợ người ta đi đường người ta quở. À, nên vô lặt hết, mình lặt hết nụ nó chẳng khác nào mình vô tình mình tạo cái thích cho những cái nụ khác, nụ kế tiếp nó lớn theo. Đó, nên các bạn không cần phải lặt, các bạn cứ để cho nở vàng đi. Mai tôi nở vàng cậy mai tôi, nhưng mà điều tết tôi ra chợ tôi bán, còn bông tôi bán là được rồi. Đó, các bạn lặt hết nó sẽ bằng tạo cái thích cho cái nụ khác nó bự lên thêm, là nó có khi được bạn tết không có bông bán luôn. Đó, nên cái nó nở thì cậy nó nở, mình chơi tết sớm mình ngắm bông sớm. À, các nhà ông có mai ngắm không? Nhà tôi có mai ngắm rồi đó. Đơn giản cây này thì liền cốt luôn, hơi mini nhỏ thôi, nhìn cái gốc mà thấy gốc không? Rất là quái, rất là đẹp. Và dàn tàng này thì rất là tròn luôn. À, gọi là từ rất là tròn. À, cây này thì cái hoành nó chỉ có 9 văn thôi. À, và cái bo ghép của nó thì cũng được nhiêu ta, 7,5 đi, gà 7,4 cho 7,5 đi rồi, cho nó miếng đi không sao đâu. Ăn dạ mình lâu lâu ăn gian miếng. À, và cái chiều cao của em nó thì cũng được 70, và dàn tàng ngang của em nó thì được 59 ha, 59 ha. Rồi cây này thì cũng đang ra một cây đột non đây. À, đột non đang ra rất là mướt, rất là mượt, thì các bạn cứ cho ra hết 10 ngày 15, còn cái ngọn này thì các bạn chỉ cần lắc sơ vậy thôi. À, lắc sơ lên đây, cái ngọn đỉnh này, đỉnh đang ra ngọn luôn ha, nhìn nó mà thấy dàn tàng chưa, dàn tàng rất là ok không. Rồi cây này là cây E22. À, một cái cây gốc mini nhỏ nhỏ nhưng điều cũng rất là quái, rất là lạ, rất là đẹp. Và dần chơi bông thì chơi tết ok, và giá thì thật là hợp lý luôn, cũng có 1 triệu bao ship luôn, các bạn chỉ không cần bỏ bất cứ chi phí gì. À, chung lo hết, chuyện nào khó có chung lo. À, đây bạn thấy dàn tàng chưa. Rồi cây là cây E22 ha. Bữa nay chung làm có 8 cây nên chung nói chuyện nhiều, các bạn đừng có chữ nha. À, làm có 8 cây mình nói chuyện lẹo quá nó mau, mình nói chuyện hơi lâu xíu cho nó vui, nói chung là vui nè. À, vui là chính. À, rồi cây này là E23, là cái cây cuối cùng một em đứng chàng hãng đang đái. À, chơi nó đại vậy đi. À, vui nó mấy vô tui nó không biết đâu. À, cây này thì cái hoành nó được 10 gần 13 bằng 12,8, và cái bo ghép cũ nó thì được 7,5, và cây này có cái chiều cao khủng bố, chiều cao kinh khủng, chiều cao gọi là không có thể tương tự nổi luôn. À, chiều cao của nó được 90, thôi cho 90 đi, nó lố gì mà công 90 ha, chiều cao được 90, dưới ta đây 2m nữa là đóng cái thùng mét mốt cho ở trên một tắc nữa là mét 2, đóng cái thùng 1m2. Tới nhà các bạn đừng có tưởng ai chở tủ lạnh tới tặng nha. À, kỳ lắm, nó phải nên là chở cái mai thôi. Rồi cây này là cây E23, dàn tàng thấy chơi chưa, dàn tàng rất là đẹp, rất là kỳ điểm luôn. Anh em mình nhìn tàng thì đây mình phải nhìn đa số, nên mình nhìn cái gốc và nhìn cái chi, cái tàng, những cái tàng nhỏ này là vứt đi, không có chơi này mà. Đó, mà thấy những chi nè, những chi bự nè. Đó, là phải những chi bự ha. Đây thì nó thiếu cái này một chi rồi, rất là tiếc cái này. Đó, nhìn mình đều nó cũng vẫn là tròn mà, vẫn là tròn ok, nói chung là ok chơi được. À, cây này là cây E23 ha, là cái cây cuối cùng. Rồi Trung cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. À, Trung cũng chúc các bạn ngày đầu tháng làm việc thật là hiệu quả và thật thành công. À, luôn luôn dồi dào sức khỏe, anh em mình có sức khỏe là có tất cả, sống thì phải vui rồi, chứ sống mà buồn làm lì lì không bệnh cũng đâm ra bệnh. À, rồi Trung chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Anh em nào mà chưa có mới xem clip Trung đầu tiên á, thì đăng ký kênh ha, ủng hộ Trung. À, Trung vô cùng biết ơn những việc làm đó của anh em đăng ký hoàn toàn miễn phí, nhưng mà đều được cái lợi cái là anh em mình là người đầu tiên được xem clip của Trung khi nó báo về điện thoại, và là cũng là người đầu tiên được chọn những cây mai đẹp lạ tại cái kênh của Trung. Thì Trung cũng hay chơi nhiều cái nó dặn không giống người ta, có nhiều cây nó trị giá rất là trị giá cao luôn, Trung đem lên Trung làm bằng giá bình thường luôn đó. Nên những anh em mình nào đăng ký thì sẽ ưu tiên được những cái cây cực kỳ đẹp và cực kỳ đỉnh đó. Rồi Trung xin chào ha, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi xin chào anh em.